Rồi, em Trường bên phép xe máy xin chào anh em nha. Hôm nay Trường lên cho anh em mình con Alpha 100 nha anh em, hàng cỏ mẫu. Con này đời 2015 nha anh em ơi. Đó, màu xanh ngọc. Đó, con này là màu xanh ngọc ha. Trên cái màu xanh này em cũng không biết kêu là xanh ngọc hay là màu xanh nước bể da trời nữa anh em. Xanh da trời đi ha. Đó, xanh da trời đi. Đó. Nhìn cái màu xanh rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang trọng nha anh em. Thì xe này á thì máy móc là em bao cho anh em mình zin ha, đầu cổ em bao zin cho anh em. Đó, đầu cổ rồi bao zin, bao đúng chắc xe mộc luôn nha anh em. Đó, đầu cổ là không có tẩy rửa ha, không có quá chắc tẩy rửa. Bao anh em zin im. Thì có một cái nè, dàn chân nè anh em. Đó, dàn chân này anh em ta có chỉnh chu lại ha. Ví dụ như người ta có sơn nè, cặp phuộc nè. Đó, nói chung này nè, xe này có dọn dàn chân đi. Đó, chủ xe chỉ có chủ xe dọn lại ha. Đó, chủ xe dọn lại chứ tụi em không có đụng chạm để dọn nha anh em. Đó, anh em ta sơn lại cũng rất đẹp, nó ta cho thợ sơn này rất đẹp ha. Đó, xe mới rửa nước nôi không nha anh em. Đó, bắt chành câm lại, có bắt chành câm lại ha. Ốc tán thì anh em ta giữ ghim, ốc tán nước gam là nguyên ghim, nó này còn nguyên si vậy nha anh em. Đó, nó còn vàng đẹp vậy ha. Mấy cái này xét thì để em vệ sinh đi cho, không gì hết. Đó, ốc đầu nó còn vàng tự nhiên vậy nha anh em, không có tẩy rửa gì nha. Nó có sơn dàn chân. Đó, có sơn dàn chân lại. Lốc nè, có sơn lại nè ha. Đó, mấy cần số rồi thì nguyên zin nè. Ốc tán đồ zin còn đẹp nè, vàng đẹp ha. Thì nói chung á, mấy dòng Alpha này anh em nào mà có xài qua rồi cũng biết ha. Thì nó đi tầm khoảng cái nó có cái tuổi thọ nó, nước sơn của nó có tuổi thọ. Nó đi tầm khoảng 25-30 ngàn là bắt đầu nó nước sơn nó bong chóc. Đó, cũng tùy theo cái dùng nước đó ha anh em. Ví dụ như dùng nước ngọt á thì nó đỡ. Như cái dùng nước bên em nè, 68 ha, C1 là Châu Thành. Đó, Châu Thành nó cũng vẫn là có nước lợ luôn nè ha, nước lợ ha. Đó, nên cái dùng nước của em, dùng nước của em xe đậu thôi. Đấy, con xe này nói đúng lý là xe cả hồi lúc là cầm đứt nè anh em. Đó, cầm đứt nè rồi chủ nó mới mua về. Ha, nó dọn dần chân lại. Những dòng xe cầm á dùng nước của em nó đậu không là nước sơn đủ nổ rồi anh em, không vậy ha. Đó, anh em ta dọn chân lại, ốc tán thì zin nha. Ốc tán còn zin đẹp vàng tự nhiên vậy đó. Đó. Bô bọng đồng nguyên zin nè. Đó, chỉ có sơn sơn đùm ha, sơn đùm bắt dành câm lại. Dành câm cũng xài dành câm tốt nha anh em. Đâu rồi? Đó, dành câm hãng đồng hoàng nha. Đó, dành câm hãng Rossi đồng hoàng nha anh em. Đó, trước sau luôn, xài dành câm tốt ha. Đó, sơn cặp lốc lại. Đó, có sơn cặp lốc ha. Nói chung thì dàn chân anh em ta làm ra cho đẹp gì cho mình vậy đó ha. Thì anh em về anh em khỏi có tốn tiền, thay vì em mua xe em cũng vậy đó anh em, khoái anh em ta làm sẵn vậy đó. Đó, ta dọn sạch sẽ sẵn vậy đó, về mình xài à. Rồi, để em lấy cái chìa khóa nổ máy cho anh em mình ha. Máy hồi nãy em có chạy thử rồi, lúc mà mua xe của anh em khách người ta em chạy thử rồi ha. Máy bao êm. Nồi zin nha anh em. Đó, chả cạnh cạnh luôn nha. Nhưng mà đầu nồi bao anh em mình zin bít á. Lốc này anh em ta sơn, người ta cũng để trên xe người ta sơn luôn, người ta cũng không có tháo ra nha. Nó cũng không có tháo ra, không có gách gọn hết trơn, anh em mình yên tâm ha. Nó để trên xe, người ta cho thợ. Kiểu như cái lốc mà nó hay bị nổ cái nước sơn ngoài anh em. Nó người ta cho thợ chà láng rồi kia. Người ta che chắn lại, người ta để trên xe người ta sơn luôn. Nó cũng mà cũng rất đẹp. Nó thợ sơn rất là giỏi ha. Cặp vỏ anh em ta thay cặp vỏ trước sau luôn rồi anh em. Đây, thay đúng đời đúng vỏ luôn anh em, vỏ Inu đồng hoàng. Đó, vỏ xịn đồng hoàng nha, Inu đồng hoàng. Dàn câm xịn, vỏ xịn nha. Đó, nói chung là anh em ta vô cái này á cũng bộn tiền anh em. Đó, bây giờ thay dàn câm nè, sơn dàn chân nè ha. Đó, cặp vỏ nè, cũng bộn tiền á, cũng bay giày cũ bình thường nha anh em. Đó, anh em ta đã làm chỉnh chu rồi. Đó, mình về chỉ việc đổ xăng mình đi thôi. Quá khỏe ha. Hỏi tốn tiền. Máy quá chất lượng anh em ơi. Máy còn gì bằng nữa. Đó, thử anh em bỏ tiền ra anh em mua con Alpha 110 mới giờ đi, 19 triệu mấy trăm đó. Đó, rồi xài cái con này đi. Đi rồi con này odo đi vài chục ngàn thì ha. Nó odo đi vài chục ngàn cây thiệt. Nhưng mà em bao anh em cái máy anh em xài đó, nhớt nhau kỹ lưỡng, cứ xài hoài cho em, không có hư hao gì tầm bậy đâu. Nó với lại cái máy đi đường xa, đậu lại máy ấm hiểm mà chứ không phải nó xào xào giống như là 110 mới giờ đâu ha.
Rồi, con xe này bán cho anh em giá 14.500 ha, giá quá ok anh em, 14.500 cho con Alpha hàng bảo mẫu. Đó, anh em nào chốt thì alo cho em Trường. Số em Trường 0961 374 375. Đó, anh em muốn coi hình ảnh chi tiết thêm thì inbox Zalo với em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye.